Kem vua khử nám đã về hàng rồi nhé các tình yêu ơi. Đây, hàng chuẩn lại một nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè. Em Uyên quay là mọi người cũng biết ha. Quay rõ cái hộp kem là mọi người cũng biết nè. Hàng chuẩn xịn nha mọi người. Đây ha. Đó. Hàng đã về nha mọi người nha. Mọi chi tiết ha, nhất là những khách sĩ của em Uyên ha. Hàng cháy hàng rất là lâu rồi thì bây giờ về lại nè. Đó, có nhu cầu muốn lấy hàng thì cứ inbox trực tiếp qua hai số hotline này nha. 0938033035 hoặc 0767750410. Kết Zalo, Facebook Lê Thị Tân Uyên ha. Để được mua đúng hàng chuẩn chính hãng nha. Vì cái hàng vua khử nám này nhái giả rất là nhiều nha các tình yêu ơi. Bây giờ hàng về rồi nè mọi người. Chuẩn xịn sò luôn nha. Ai đã dùng qua cái kem vua khử nám Nhật, chuẩn Nhật bên em Uyên rồi thì mọi người cho Uyên cái feedback nha. Đây mọi người, thấy không? Đát mới, đát xa luôn nha mọi người nha. Đó, hàng chuẩn chứ không phải là hàng mà gọi là hàng nhái giả đầy ở ngoài thị trường vua khử nám này nha. Nếu ai đã từng dùng kem vua khử nám chuẩn Nhật bên em Uyên rồi thì sẽ biết nha. Đây, nội cái màng co nè, nó bọc nè, rất là đẹp luôn mà mọi người. Đây, đó, chuẩn xịn nha. Bông nè, đó, không phải là đậm đen nha bạn nha. Nâu nha, đó, màu nâu nha. Rất là đẹp luôn. Đây, đây sẵn thì em Uyên sẽ mở cho mọi người xem cái chiếc kem bên trong của nó luôn nha. Mọi người xem nha. Đây, mọi người xem giúp em Uyên nha. Đó, em Uyên mở ra cho mọi người xem. Đó, đây cái chiếc kem bên trong của nó như thế này nha mọi người. Đây, để xuống. Đó, nó trong vắt như thế này nha mọi người. Đó, đây hàng chuẩn loại 1 là như thế này. Đây, cái hũ nè, quay kỹ cái hũ nè. Xoay xung quanh nè. Đó, cho mọi người xem chiêm ngưỡng nha. Đó, hũ thủy tinh nha. Đó, rồi dưới đáy hũ mở luôn con. Đây nha mọi người. Đó, dưới đáy hũ như thế này nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Đây nắp hũ kem mở ra. Đó, mở ra nó có cái nắp ở bên trong của nó nha. Đó, hồi nãy bị dính vô. Đây cái nắp của nó đúng canh ti là nó như thế này nha mọi người. Đó, gỡ ra nó bị dính vô ha. Và đây. Đó, mọi người xem kỹ giúp em Uyên nha. Đó, mọi chi tiết liên hệ sĩ số lượng lớn thì cứ inbox qua số hotline 0938033035 hoặc 0767750410 để được mua đúng hàng chuẩn chính hãng nha mọi người. Đây, đó, đầy đủ nha. Em Uyên quay rất kỹ, rất rõ luôn nha mọi người. Một hũ là 25 gram nhé. Đó, mọi chi tiết ha. Đó, muốn lấy sỉ số lượng lớn thì cứ inbox trực tiếp em Uyên nha. Hàng mới về nha, xịn sò nha. Đó, chứ không có bán mấy cái hàng lôm cơm nhái giả nha. Đó, nên là giá thành nó cũng sẽ rất là ưu đãi cho mình. Và giá dĩ nhiên nó sẽ cao hơn so với mấy hàng nhái giả rồi nha. Nên các tình yêu đừng có so sánh giữa hàng chuẩn xịn chất lượng với những cái hàng nhái giả đầy ở trên ngoài thị trường nha. Đây, mọi người xem kỹ lại nha. Đó, cảm ơn tất cả các tình yêu đã ủng hộ ha. Rồi bây giờ em Uyên đóng hàng gửi cho khách sĩ nhà em Uyên đây. Xin chào mọi người. Chất kem xịn sò nha các tình yêu ơi. Bảo đảm khi thoa vào da là nó sẽ thẩm thấu ha. Nó không bết rít ha. Hay khó chịu hay bệt trắng gì lên làn da luôn. Bao cam kết cho tất cả các tình yêu luôn khi dùng luôn. Đây, Uyên sẽ test lên làn da cho mọi người cái chất kem nè. Đó, lên cái ngón tay của Uyên nè. Ở đây nè. Đây. Đó, không bớt trích nha, thấm thấu và hết nha. Đó mọi người thấy không? Nó không có để bệt trắng nào hết nha mọi người. Thẩm thấu và hết vào da. Dù là con gái Uyên là nó thoa dày lắm nha mọi người mà nó không để bệt lại luôn. Rồi. Ở ra con, thấp xuống đây, thấp xuống nữa. Đây để mẹ quay cho kỹ. Đó mọi người thấy không? Không hề gây để bệt rít gì hết nha mọi người. Đó, rất là ok luôn. Thấp xuống. Đó, mọi thông tin chi tiết nha. Đó, nè mọi người thấy không? Không để bể bết rít hay vân kem gì trên làn da nha. Mà nó mướt nha, mềm mướt làn da nha. Đó, thấy không? Mọi thông tin chi tiết nha. Cái này là Uyên test đó.
test lên làn da rồi đó mọi người. Rồi bây giờ con xoay úp cái tay lại, con test thêm lần nữa nè. Úp lại để sát xuống, để sát xuống, để cái tay thấp xuống tí. Đó, đây, đó. Test thêm một lần nữa về cái chiếc kem cho mọi người xem nha. Đó, thấp xuống coi. Đây là cam thường nha, mình không có chơi là cam ảo nha mọi người. Đó, đây con gái của mình đó, thấp xuống coi, thấp xuống. Đó, thấy không? Không có để bệt nha, bệt rít nha. Và hàng này cháy hàng rất là nhiều, bây giờ là đã hàng về lại rồi nha. Đó, cắt sỉ lẻ ha, lưu ý giúp em Uyên để mua đúng hàng chuẩn chính hãng nha. Liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0938033035 hoặc 0767750430. À, kết Zalo để được mua đúng hàng chuẩn chính hãng. Kem vua khử nám Nhật, kem này chuyên dành cho dưỡng trắng da vào ban đêm. Và đây Uyên hay kết hợp dùng kem ban ngày, đó là kem hoa anh đào Nhật Bản. Đây xoay cho mọi người xem đi con. Đó, hoa anh đào Nhật Bản nha, xoay bốn góc luôn, xoay trên dưới luôn ha. Cái kem này là chuyên dành cho ban ngày nha, kem hoa anh đào nè, 10 tác dụng chuyên dành cho ban ngày, chống lão hóa da, trắng sáng da, mờ thâm nám nè, sạm tàn nhang. Đây ha, rồi cái hũ kem bên trong luôn. Con lấy cái hũ kem bên trong chia sẻ cho mọi người xem cái hũ ban ngày. Còn kem vua khử nám là mọi người lưu ý dùng ban đêm nha. Khách hàng nào mà nói kem này dùng ban ngày được, có chất chống nắng này kia thì là không có nha. Uyên báo lại một lần nữa cho mọi người rõ nha. Cái này là kem vua khử nám chuyên dành cho ban đêm, một hũ 25g. Và không dùng cho ban ngày nha mọi người lưu ý. Cái này chỉ điều trị nám cho mình, dành cho ban đêm. Còn những chị em nào muốn điều trị nám dành cho ban ngày thì dùng kem vua nám Nhật giúp em Uyên, Nhật Bản, hoa anh đào Nhật Bản nha. Bên em Uyên hay bán là theo cái bộ đôi luôn nha mọi người, bộ đôi ngày và đêm luôn. Đây, cái này là hũ, này là hũ ban ngày nè mọi người. Đó, có tem chống giả, vì cái hàng này bây giờ nhái giả dữ dữ lắm. Bây giờ em Uyên phải là có tem, mẫu tem chống giả nè, dành cho ban ngày nè. Đó, đây, kem hoa anh đào màu đỏ, hộp màu đỏ, 10 tác dụng nha mọi người nha. Và đây là hũ kem của nó bên trong nha mọi người. Đây là cái hũ kem mà em Uyên đang sử dụng, đang dở mọi người. Đây, cái chiếc kem bên trong của nó như này sắp hết rồi nè mọi người. Kem đặc nha, kem đặc. Còn cái kem mà ban đêm là nó hơi sệt sệt như thế này nha mọi người. Đó, ngoài ra bên em Uyên ha, còn có là kem. Kem này là 10 tác dụng chống lão hóa. Và hũ kem màu trắng, hoa anh đào màu trắng là chuyên đặc trị nám luôn. Cái đó là chuyên về đặc trị nám. Còn cái này là chuyên về nám và chống lão hóa da, là hộp màu đỏ nha, dành cho những chị em U30 tuổi trở lên. Còn cái này là chuyên về trị nám. Những chị em nào mà bị nám nặng thì dùng cái loại này. Lại lấy loại có tem luôn đi con. Loại có tem mới. Mẫu này đợt này là mẫu cũ nè mọi người. Mẫu cũ ha, thì Uyên sẵn Uyên phân biệt nè. Đây mẫu cũ thì nó sẽ không có cái tem này nha. Còn mẫu mới đây, em Uyên sẽ mở cho mọi người xem. Mẫu mới đây là có tem chống giả nè. Mọi người có thể cào ở đây và check ở đây để kiểm tra chống giả. Đây, cái loại này là chuyên về trị nám. Đó, kem đặc trị nám hoa anh đào. Và cái hộp bên trong của nó là màu trắng bạc như thế này luôn mọi người ha. Và trên nắp của nó sẽ có hoa, bông hoa ở trên đây luôn nha. Đây là hũ chuyên về đặc trị nám. Còn đây là hũ chuyên về trị nám và chống lão hóa da, 10 tác dụng. Cái này thì từ 30 tuổi trở lên là dùng được cái loại này. Còn cái này nè, là những người bị nám nặng nè, kết hợp nha. Vừa kem hoa anh đào à, vừa kem hoa anh đào đặc trị nám nặng với vừa kem vua trị nám này, ngày đêm là đảm bảo sau 1 đến 2 liệu trình là mọi người những cái nám mảng ở ngoài da là đảm bảo hết, bay biến sạch sẽ luôn nha mọi người nha. Đó là Uyên đang bán cái combo như thế này. Một là combo nè, đó, ngày và đêm như thế này. Hoặc là một là combo ngày và đêm như thế này, vừa chống lão hóa da vừa trị nám luôn. Đó, mọi chi tiết ha, muốn lấy sỉ lẻ số lượng thì cứ inbox trực tiếp với em Uyên qua hai số hotline này nha. Uyên để số điện thoại này luôn để tránh nhái giả nè, 0938033035 hoặc 0767750430. Mọi người lưu ý nha, nhất là kem vua khử nám bây giờ nhái giả rất là nhiều. Và bây giờ bữa giờ nó cháy hàng, bây giờ em Uyên mới về lại nè, mẫu mới nhất luôn nha mọi người. Đó, Uyên xin thông báo lại cho tất cả các tình yêu sỉ lẻ em Uyên được biết nha. Đây, hàng về lại rồi nha mọi người. Đó, bữa giờ cháy hàng. Đó, Uyên trông chờ muốn chết luôn.
Đó, bây giờ là hàng có thể xuất đi ha. Đó, toàn quốc, quốc tế được luôn nha các tình yêu ơi. Vua Khử Nám, Nhật Bản xịn sò đã về rồi nha. Mọi chi tiết inbox lên số lượng lớn thì cứ inbox trực tiếp với em Uyên nha. Để Uyên báo giá cực kỳ nha. Cực kỳ là mềm cho các tình yêu. Đó, mua đi bán lại hoặc là vừa sử dụng vừa bán lại. Đây, đó. Cái hũ kem như thế này nè mọi người. Đó, nó không có đục hết, hoàn toàn nó không đen hết mà ha. Ở giữa hũ nó sẽ là trong trong nâu nâu nha mọi người nha. Đó, mẫu mới nhất xịn sò của kem Vua Khử Nám chuẩn Nhật Bản nha mọi người. Đó, xin chào và tạm biệt mọi người ạ. À.